Ấy, úi dồi ôi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, sợ chưa? Đấy, em soi cậu, nhìn thấy chưa? Đấy, úi cái đầu, úi dồi ôi. Úi, cái đầu nó bổ, úi dồi ôi. Kinh thế, kinh ôi. Đây nè, đường bờ ranh này đi thẳng xíu cho lùm cây nó quẹo qua chỗ cái xe tao đậu bằng ra bên đó đó. Ờ, đi thẳng qua này đó. Trong có nhiều ranh lắm à? Nhiều lắm. Thì bây giờ nhá mọi người, thì nghe các bác thông tin đây bảo trong trong này nó có một căn nhà hoang mà nhiều rắn nó tấn công mọi người. Vô đó hỏi ông già không có trại không nuôi gà đó. Đỡ gà là nhiều nữa, bằng đêm nó ăn hết. Bằng đêm nó ăn hết luôn. Ờ. Đấy thì mọi người thì như chú nói là đây là nuôi có người nuôi gà đấy là đêm nó vào ăn hết trơn gà người ta. Thì anh em vào quyết định vào khu vực con rắn nào mọi người nhá. Thì mọi người cho chân anh em mình nhá. Ở lắm rồi, tôi gặp nó là kiếm cây rượt đập nó phòng đâu có bắt tay đâu. Thì hôm nay con vào con quyết tâm là con sẽ thu phục để cho các bác yên tâm nhá. Ừ. Đi ra đó hỏi gì đó, ra còn lắm. Dạ dạ. Chạy xe gặp nó hoài. Nó nói nó chạy xe gặp nó ngoài nha mọi người. Nhiều rắn lắm mọi người. Hôm nay là như ta đặt cái địa hiệu cho mình vô rắn á. Vô rắn á. Vô rắn á, anh em này là thành rắn á. Chắc đi thẳng một trọng ấy. Ở đây đi vào xa lắm. Ok. Bên này lại có mấy người dân đang nhặt rau nước, rất là nhiều rau nước. Mấy ông bác ở bên kia bảo là chú này có vườn, có trời nào nằm rắn lắm. Bên kia rắn nó nhiều lắm. Mà cũng nó cũng bò vô đâu qua bển coi coi mấy cái nó chạy qua chạy lại nó ăn mấy con gà của chú hết trơn nè. Đâu qua bển coi coi. Đi vào trong này đúng không? À, qua đó qua bển cái trời nó cũng không quốc không dám qua bển nhau qua bển coi chừng nha. Nha. Coi chừng nó nghe. Bây giờ con vào trong cái trời để con xem có không con bắt cho chú nhá. Thấy mọi người. Đến là nghe thấy bác nói vậy mình là mình thích nhưng mà người dân là người ta rất sợ. Còn thú của mình là thú sẽ rắn mà. Thì rắn là thích đúng không? Rắn là thích. Rắn càng giữ càng thích mọi người ạ. Có chuối chín luôn nè. Giờ nha, giờ bốc phốt là anh Thiên là ăn trộm chuối nha. Một phố này trên trồng chuối. Ở khu này là người ta trồng rất là nhiều chuối, mọi người biết trồng để làm gì không? Người ta trồng để người ta lấy lá để người ta đi bán, lá người ta hay để gói bánh này. Em nói vậy là sai rồi, trồng để bán cho con ngân 98. Chuối à, em ăn chuối đâu anh? Mày nhìn chuối như em quanh thôi, chứ dám ăn đâu. Đã là chê chuối Thiên nhỏ rồi. Chê chuối nhỏ đấy. Chờ đây. Đây, chờ anh em ơi. Đây, chờ đây. Cẩn thận anh ơi. Con này càng hoang. Con này nhỏ bạc. Có gì không em? Ôi, ôi trời ơi. Gì đấy, cái gì đấy? Ôi, em ơi. Cái đầu ôi nó. Ôi, ôi, ôi này. Một cổ rắn lớn nhất Việt Nam. Ôi. Ôi, mà quá không luôn. Ôi, một ổ luôn này. Ui mọi người ơi. Ôi ôi. Ui. Quay cho mọi người xem này. Sao ổ rắn này nhiều màu chưa? Ổ rắn độc lạ nhiều màu nhất Việt Nam này. Nó nhiều màu đấy nhỉ? Ừ. Quay sát vào cho mọi người xem. Hoảng hồn luôn anh ạ. Hết hồn luôn mọi người ơi. Ui giời ơi. Sao lại nó lại thế này? Sao nó có đủ các màu vàng kìa? Xám đen rồi. Con này là con rắn rồng có này, châu bông có này. Nhiều thế nhở? Dưới có bao nhiêu con? Ôi trời ơi! Ôi, tay ghê thế! Kiếp! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Không ngay mọi người ơi! Ôi trời ơi! Ghê chưa? Để nó bổ mặt anh ơi! Ghê lắm! Ôi sao một ổ luôn này? Bao nhiêu con anh nhở? Ôi trời ơi! Không biết con này phải, phải cả mười mấy cân! Cầm anh cái túi đấy cho nào! Đi lấy cái túi đi! Nhìn trông rồi mọi người ơi! Kinh chưa? Đang nằm trong cái thùng người này, đang ngủ luôn nhá. Kinh chưa? Ôi em lùi để em sợ lắm, một ổ. Chỗ nó ngóc đầu anh ơi.
ôi kìa, nó ốc luôn một đống. Nói ra gà mùi nhùi, một đống mùi nhùi luôn. Ê, ghê quá anh ơi. Anh cầm gì mà nguyên ổ nè anh. Đúng rồi, anh nó bảo rồi. Chứ mình đi đâu là mình có rắn đấy nhỉ. Anh bê lên như này luôn cơ mà. Con này nó không có độc, cứ cầm thoải mái cho anh. Ôi chết chết. Ôi con này. Úi dồi ôi, con to thế. Cái đầu vàng này nó phóng như thế thôi. Ôi ôi kìa. Ôi sợ quá. To thế, biết lại biết lại biết lại yên. Bị chắc nó phóng như cắn gì đây. Nó nằm đây đâu rồi này. Ủa con đấy con gì anh? Ở trong luôn. Ui sao nhiều thế. Đừng bịt nó lại. Ui dồi ôi kìa. Thôi 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 thôi. Đồ đánh luôn. Ôi. Đây 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 đây. Tự nhiên túm túm chặt cái miệng nó vào chứ. Cẩn thận nó cắn anh ạ. Sợ quá mọi người. Đi nhanh quá mọi người ơi. Nhanh thật đấy. Úi dồi ôi kìa, anh cầm một nồi luôn kìa, sợ thật. Em bắt hết chưa anh? Hết chưa anh? Úi dồi ôi. Con đi vàng vàng, màu vàng nhìn kinh thế nhỉ. Đây à. Nó sợ. Đấy. Túm chặt cái miệng lại. Tí mất mọi người ạ. Cái đấy nó táp ấy, lùi lại đi anh. Đấy, đấy, thấy không? Kéo ra ngoài này anh ơi. Kéo ra ngoài này em sợ quá. Đâu nào ra ngoài này, úi dồi. Ủa nó ngáu chứ anh. Ui. Nhanh để con này. Cẩn thận ghê anh ấy, cái chân kìa. Đấy, úi dồi ôi, thấy chưa, sợ chưa, đấy. Đến xôi kìa, nhìn thấy chưa. Đấy, ui cái đầu, úi dồi ôi. Úi dồi, cẩn thận nó bổ, úi dồi. Ôi kinh nhé, kìa ồn eo ôi kìa, nó dựng lên kìa. Cái dòng này nó phóng nhanh lắm. Con này con nó dầu nó phóng nhanh kinh. Úi dồi. Úi kìa kìa. Cái đợt nó đi cắn nhến xôi. Eo kìa. Mọi người này. Mới nào quay lại cắn em kìa. Úi dồi. Kinh chưa mọi người. Không bữa mình bắt được con như này đúng không? Ừ. Con bữa bé hơn. Con bữa bé hơn à? Con bữa bé hơn. Con này nó giữ nhỉ? Ui. Khó bắt đấy anh ạ, con này. Kinh chứ, con này nó ngóc đầu kinh nhỉ? Ui mệt lắm con. Ui kinh, đẹp nhây. Đẹp màu vàng đẹp thế. Này. Này. À. Đã chết lại. Đã chết. Lạ ta. Ủa các bạn ơi. Tấn công của mình không được cái nó lại giả chết này. Chiêu này làm hoài luôn á. Mệt quá. Sao cái giống này nó cứ giả chết này anh? Giống như vậy này. Này. Nhưng mà khi nào nó quay gần vào đây nó táp em luôn không? Tỉnh không, nó táp không? Giả vờ chết rồi. Này, giả chết như thật đi. Nó vồ một cái thôi á. Nó cũng biết là chết rồi phải nằm ngửa. Kinh. Sợ nhập quân. Nó cắn kinh cực. Như răng cưa ấy nhỉ? Giả vờ chết rồi. Tóm thì em thấy nó con một con nó cuốn đi sao á? Không, anh tóm được rồi. Ui, mệt quá. À, nó đi về đi. Nó là chết rồi. Các bạn có nên nghĩ tha đúng không? Ôi, cái này nhiều ấy. Nó chết tội nghiệp, hãy tha cho nó anh. Giờ là chết đi. Tính đi tỉnh giờ mà. Nè, nó đang lăn này, nó đang lăn lại này. Thôi, em phải lùi lại cho chắc. Đi ba. Rồi. Vứt đám cỏ này nó chạy mình. Là chết đấy. Mình thử đi cứ khuất cái nó bò ngay. Đấy, đến đám này nó sống. Rồi nha, nó táp vào mặt đấy. Dạ, là chết rồi, cũng thật. Yến là chuyên bắt rắn chết nha, mọi người. Chết mà, còn sống mà.
hay nhận nhân dân nó giả chết mềm nhũn người ra vậy hả? Ui thôi kìa. Ấy ấy bắt đầu nó co lại kìa, bắt đầu nó co lại kìa. Giả chết rồi há mồm nó còn thủ cái mồm há ra đấy. Đi, bỏ nó vào túi đi bắt đầu nào. Đấy này. Mọi người nó giả bờ chết, con rắn nó khôn lắm. Cái trí tuệ nó kinh khủng luôn đấy. Như con người luôn. Đấy, nó cầm nó vô hại luôn đấy. Đấy, nó bắt đầu ngóc kìa. Này, giả bờ chết quả đây. Đấy, em ơi, em đến cho mọi người xem thành quả của ngày hôm nay nha mọi người. Nhiều chưa? Đấy. Quá nhiều luôn. Kinh không? Ồ, mấy con chưa đếm. Mấy con anh nhỉ? 7-8 con vậy. Được rồi, đấy anh vào xem tìm con nào nữa không? Em cần xem cái tính. Nó nằm nguyên trong cái thùng sơn này. Một ổ luôn. Cái yến nó ấy, anh giật hết cả mình. Em thấy cái đầu thôi. Em nghĩ tưởng là con mà nó to mà. Em không nghĩ là cả ổ này đâu. Đây, một túi luôn này. Ôi đây là cái nhà hoang nhá mọi người nhá, nhà hoang này không có ai ở. Ui trời ơi. Hết hồn. Hết hồn đây. Hết rồi cái rùa. Hết hồn. Anh kéo hết mấy cái thùng này ra thử xem. Nó chạy đây mang gồm. Hình như em thấy đâu một con nó chui ra đây ý. Lại có chuối này. Yến xôi là thích ăn chuối mà giả bộ thôi. Chuối này chuối nhỏ lắm. Yến nó thích chuối to à? Chuối này chuối nhỏ. Chuối tây biết đâu. Thích chuối to không? Thích chuối tây. Thích chuối tây à? Không thích chuối ta à? Tìm thấy còn con nào anh ơi? Ôi nặng thế mà. Ôi không biết là mấy con nãy giờ em cũng quên đếm nữa. Không biết là mấy con ta. Chưa gì nó hoảng hồn thấy nó ngóc lên phát bỏ túi chạy. Anh em cẩn thận với ta nha. Kiếm của ta chết người luôn. Kiếm của ta nhưng mà còn cái vỏ. Hết rồi. Tìm xung quanh chẳng đằng sau thôi. Ui đằng này rậm thế. Cái gì nhỉ? Vườn rau. Chắc hết rồi anh ạ. Rậm rạp này. Ai rậm rạp này rắn nó nhiều mọi người ạ. Nóng kìa, nóng nhỉ. Thôi hay là anh em mình kết thúc video đi về đi. Nắng quá này. Như này là video anh em mình kết thúc ở đây đi nhỉ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Yến nha mọi người nha. Ai mà thấy video này hay mọi người nhớ là subscribe kênh của Yến này, nhớ like và chia sẻ và nhớ comment ở bên dưới cho Yến nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha.